Bản cập nhật 14.17 vừa cập bến máy chủ Việt Nam, mang đến muôn vàn thay đổi cho đấu trường chân lý. Chắc hẳn không ít anh em cờ thủ đang còn băn khoăn, không biết nên đánh bài gì cho một meta đầy mới mẻ này thì đừng lo. Đã có Cà phê Nhân Phẩm ở đây để luôn cung cấp những giáo án mới lạ và bổ ích cho anh em có thể học hỏi và áp dụng cho việc lao danh. Hôm nay sẽ là giáo án Nomsy hóa hình Riron. Lý do vì sao bài đánh này lại mạnh mẽ đến thế thì hãy cùng mình đi đến video để tìm hiểu ngay thôi nào. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Phần lớn sức mạnh đội hình đương nhiên phải đến từ việc cả Nomsy, Twitch cùng phần lớn tướng hóa hình đều được buff cực mạnh ở phiên bản mới. Không chỉ vậy, cả hai tộc hệ là thợ săn cùng hóa hình cũng đều được tăng sức mạnh. Tất cả đã biến đội hình này trở thành một form bài hứa hẹn cực kỳ hot trong thời gian sắp tới. Điểm qua một chút về hai tộc hệ xương sống. Về phần thợ săn, các tướng thợ săn sẽ được tăng mạnh sức mạnh công kích, gia tăng thêm sau lần đầu tiên họ có mạng hạ gục trong giao tranh. Còn hóa hình sẽ cung cấp dàn chống chịu cho anh em với khả năng nhận thêm máu tối đa. Hiệu ứng này sẽ tăng gấp 3 sau khi thi triển kỹ năng lần đầu tiên. Chủ lực chính đương nhiên sẽ là Nomsy. Ở lần quay trở lại với đấu trường chân lý, chú rồng tí hon này vẫn mang trên người kỹ năng thương hiệu là hắt xì long hỏa, phóng ra một luồng lửa vào mục tiêu và gây sát thương vật lý. Con rồng còn lại cũng là tanker chính không thể thiếu, chính là Shyvana. Long nữ sau khi hóa rồng sẽ bay tới vùng đông kẻ địch nhất, làm choáng và rực cháy, gây sát thương lên những mục tiêu xung quanh. Form để anh em roll ở level 4 và 5 sẽ là Nomsy, Twitch, Chase, Elise và Shyvana. Từ đó khi lên cấp, chúng ta sẽ được đội hình hoàn chỉnh với sự bổ sung của Swain, Nico cùng Nasus. Hoàn thành bộ khung 6 hóa hình, 2 rồng, 2 thợ săn. 6 hóa hình với việc được buff thêm 3% máu tối đa sẽ tạo nên một dàn chắn vô cùng vững chắc. Nhưng Elise hay Chase 3 sao sẽ có lượng máu to lớn, gây nên sự khó chịu không nhỏ cho carry kẻ địch, tạo điều kiện cho những Nomsy hay Twitch phía sau có thể thoải mái bắn phá, càn quét chiến trường. Rồng kích hoạt sẽ đem về hiệu ứng vết thương sâu và thiêu đốt, giúp Nomsy có thể gây thêm sát thương cũng như tiết kiệm được một slot đồ của bồ đỏ hay giáp lửa cho anh em. Ở level 9 thì anh em có thể thay Briar vào vị trí của Swain hay Nico, kẹp vào sân mảnh ghép cuối cùng là Smolder để hoàn thành mốc 3 rồng, vừa để có thêm một carry phụ, vừa dùng sức mạnh tình bạn nâng cấp kỹ năng của tất cả rồng trên sân. Nếu Nomsy cống hiến lên 3 từ sớm, lúc này việc roll chảy cối ở những level thấp không còn quá tối ưu, khi đó anh em sẽ đẩy cấp càng nhanh càng tốt. Vẫn là form 6 hóa hình đó, nhưng lúc này Nasus sẽ đóng vai trò tanker chính. Twitch không lên 3 cũng cần được anh em thay bằng Olaf để chiến binh điên cuồng có thể bù đắp lượng sát thương thiếu hụt. Ngoài ra, vì 4 thợ săn cũng vừa được buff, nhưng tướng hóa hình 1 tiền lúc này không còn quá cần thiết, anh em có thể bỏ bớt đi và thay bằng Jinx cùng Olaf chẳng hạn, lấy công bù thủ với 4 thợ săn kích hoạt. Lên được cấp thì vẫn sẽ là những gương mặt quen thuộc với Burya cùng Smolder cần được anh em cho vào sân để nâng cấp đội hình lên một ngưỡng sức mạnh mới. Để có thể triển khai được tốt các đội hình Riron thì đương nhiên việc đầu tiên chúng ta cần xem xét là lượng tướng đầu game có được như nào. Qua 3 vòng quái đầu có được khá nhiều Nomsy và Chase hay Elise thì anh em hãy nên chơi nhé. Form Dev cũng chính là form Roll ở 4 như mình đã đề cập ở trên. Tiếp theo anh em cần nhìn xem đồ của mình đã đẹp chưa. Nếu có thể lắp được đồ thì tối ưu luôn để giữ máu, còn không thì đơn giản hơn anh em có thể đánh loose để đi chợ sớm nhặt đồ. Vì là đội hình Riron nên anh em không được up cấp, do đó giữ chuỗi thắng sẽ khá khó khăn. Đánh chuỗi thua sẽ là lựa chọn an toàn hơn để có thể cung cấp cho anh em lượng kinh tế ổn định. Trong quá trình eco tiền, anh em cần tối ưu lợi tức hết mức có thể. Ngoài Nomsy, những tướng 1 vàng còn lại nếu cần thiết anh em có thể bán đi nếu cảm giác không thể nâng cấp chúng lên 3 sao chẳng hạn. Ví dụ như anh em đang có 5 Chase mà chỉ có 2 Elise và đang có 29 đồng thì đừng ngần ngại mà bán đi nhận tinh tích tiền nhé. Đầu game có một số bùa khá ngon để bổ trợ cho việc roll hay eco mà anh em cần mua vào như tung đồng xu, hạ bậc, chỉ 1 vàng. Ở 3.1, nếu lúc trước tướng ra khá nhiều, anh em có thể hyper roll luôn để nhanh chóng dắt vàng đội hình. Lưu ý là chỉ nên xả tầm 20-30 tiền thôi nhé. Sau đó cần eco lại để chuẩn bị cho lần roll tiếp theo. Cạn tiền sẽ làm chậm đi rất nhiều quá trình lên cấp của anh em sau này. Ngược lại thì anh em sẽ slow roll chậm dần dần ở cấp 4 và 5, dùng lợi tức để từ từ tìm kiếm những mảnh ghép nâng cấp tướng lên 3 sao. Ở 4.1, anh em sẽ xả tiền thêm một lần nữa để có được ít nhất 2 đến 3 tướng 3 sao cho đội hình. Quan trọng nhất là Nomsy và Shyvana. Sau đó anh em sẽ bắt đầu quá trình lên cấp, hoàn thành những tộc hệ còn chưa hoàn chỉnh. Ở cấp 6, nếu đầu game roll được Nomsy và Twitch 3, anh em có thể kẹp vào 4 hóa hình để củng cố thêm dàn chống chịu. Ngược lại, nếu Elise hoặc Chase được dắt vàng, khi đó dàn tanh đã đủ cứng cáp, anh em có thể dùng 4 thợ săn để bù lại lượng sát thương thiếu hụt. Sau khi đạt đến cấp 8, anh em sẽ triển khai theo 6 hóa hình hoặc 4 hóa hình, 4 thợ săn như mình nói ở trên, phụ thuộc vào lượng tướng anh em có được khi roll như thế nào. Vì là cuối game nên việc ưu tiên cần làm là mua bùa, giữ máu cũng như xếp bài sao cho chuẩn chỉ. Khi nhận thấy bài đã đủ mạnh thì anh em mới lên 9 và hoàn thiện bức tranh với những mảnh ghép cuối cùng là Smolder và Burya. Đơn giản giống như những bài đánh Riron khác thôi đúng không? Tiếp theo hãy cùng mình đi đến cách bày binh bố trận nhé. Giống với một đội hình cơ bản, tanker cần được xếp trước mặt carry để có thể che chắn cho những chủ lực phía sau. Nomsy và Twitch cần được xếp cùng bên để có thể tận dụng nội tại giảm giáp của chuột thành tinh, cũng như cả hai có thể dồn sát thương cùng một mục tiêu, qua đó kích hoạt thợ săn nhanh nhất có thể. Dù Shyvana là tanker chính, nhưng kỹ năng của cô lại khiến ta phải rời bỏ vị trí. Do đó anh em không nên xếp ngoài cùng mà hãy xếp ở giữa, cho Elise ra trước mặt Nomsy để tránh rủi ro bị kẻ địch chắn xuống tiếp cận nhé. Nasus dù bị giảm sức mạnh nhưng kỹ năng đánh cắp máu kẻ địch vẫn là rất cần thiết. Anh em có thể xếp gần Nomsy để khi hóa hình, thần khuyển có thể phần nào giảm bớt sinh lực kẻ địch, giúp Nomsy không gặp quá nhiều khó khăn với những tướng tanker châu bò. Chase nếu lên 3 và được trang bị đầy đủ cũng là một tướng có sát thương vô cùng to lớn. Anh em có thể xếp cùng bên luôn với cả hai carry để dồn sát thương cho hiệu quả. Vị tướng nào cũng cần có cho mình một bộ trang bị phù hợp để có thể phát huy tối đa sức mạnh đúng không nào? Đầu tiên là Nomsy, vì sát thương chủ yếu đến từ kỹ năng, Sujin sẽ là món đồ quan trọng nhất để cho Nomsy có thể tung kỹ năng thường xuyên hơn. Còn lại thì sẽ là hai đồ đam, đẹp nhất thì sẽ là combo vô cực cung xanh, cung cấp tỷ lệ chí mạng cũng như lượng lớn sát thương chí mạng. Dù Twitch đã có giảm giáp nhưng chỉ là 10% và không phải lúc nào cả hai cũng cùng đánh một mục tiêu. Ngoài ra, kiếm tử thần với lượng AD to lớn hay diệt khổng lồ để có thể xuyên qua rắn chống chịu nhanh hơn cũng đều là những trang bị phù hợp với chú rồng tí nị này. Một số đồ tạo tác mà Nomsy dùng được phải kể đến là đại bác hải tặc, tương thích tốt với chỉ số của vô cực, cung xanh cũng như đem lại khả năng kết liễu mục tiêu dưới 12% máu. Kính nhắm thiện xạ, món đồ cần thiết với mọi xạ thủ cũng như carry tay dài ở hàng sau, tăng thêm sát thương dựa trên khoảng cách đến mục tiêu. Súng xương cá khiến cho đòn đánh nhắm vào mục tiêu ngẫu nhiên, qua đó có thể rùa rùa, dứt điểm luôn chủ lực đối bạn. Tiếp đến sẽ là Shyvana. Vì đã phải chắt chiu vào Nomsy rồi nên có được đồ tanh nào thì anh em cứ tối ưu cho long nữ để giữ máu. Giáp máu thì tương thích với hóa hình. Thú tượng do ta luôn phải bay vào trung tâm kẻ địch. Vương miện để vừa có chống chịu vừa có sát thương. Hoặc là trái tim, giáp gai, vuốt rồng chẳng hạn. Anh em không cần quá cầu kỳ với rồng này đâu. Dư đồ đam thì anh em sẽ cho Tweet nếu lên được 3 sao. Còn không thì cho hắn ta cầm tạm để sau này đổi đồ sang cho Olaf hoặc Smolder. Thừa trang bị chống chịu thì cũng sẽ có hai lựa chọn dành cho anh em là Elise nếu được dắt vàng, ngược lại sẽ là Nasus. Burya cũng là một vị tướng được buff rất nhiều chỉ số nên nếu có thể anh em cũng nên cho ta cầm đồ nhé. Những đồ đấu sĩ cơ bản như huyết kiếm, móng vuốt là cơn đói vĩnh hằng đã có thể quẩy rất nhiệt trên chiến trường rồi. Về nâng cấp, trước hết sẽ là những lõi cho thêm ấn hóa hình. Cả mốc 4, 6, 8 đều được buff nên có thêm một ấn sẽ giúp anh em đạt được ngưỡng sức mạnh đó nhanh hơn. Đi cùng với đó sẽ là một nâng cấp dành riêng cho hóa hình là tăng trưởng vĩnh hằng, giúp tướng hóa hình nhận máu vĩnh viễn mỗi khi xuất phát kế bên một tướng hóa hình khác. Đương nhiên không thể bỏ qua những nâng cấp bổ trợ cho việc roll rồi đúng không? Cần dát vàng kha khá tướng cơ mà. Túi đồ siêu hùng, xây dựng đội hình hay vé kim cương và đặc biệt là kết nối gián đoạn, cung cấp tất cả tướng một tiền cho anh em. Tiếp đến là những lõi combat. Chúng ta có đấu trường hạng ruồi, tăng sức mạnh cho các tướng 1-2 tiền. Không thích đa hệ, đội hình chỉ xoay quanh hóa hình và thợ săn thì gần như sẽ kích được lõi này liên tục. Những lõi liên quan đến máu tối đa cũng sẽ cần được anh em lấy về như hy sinh, văn bia cảm hứng. Về lõi kim cương thì sẽ có vật thể bất động, tăng giáp và kháng phép hay to lớn và mạnh mẽ, gấp đôi canxi cho đội hình. Như mình nói ở trên, Nomsy đi cùng rất tốt với súng xương cá và kính nhắm thiện xạ, do đó hộp dụng cụ xạ thủ sẽ là lõi mà anh em không thể bỏ qua. Nomsy full đồ rồi thì Twitch cầm vẫn là ok la. Một lõi anh hùng cũng khá phù hợp với bài này là nữ hoàng nhìn nhện, vừa cung cấp một Elise 2 sao giúp anh em dát vàng dễ hơn, vừa có thêm một carry phụ cho đội hình. Cuối cùng, nâng cấp mạnh nhất cho form Riron này đương nhiên phải là phần thưởng ngẫu nhiên rồi, cho anh em phần quà cực kỳ to lớn khi dát vàng được 4 chest trên sân. Ưu điểm của bài này là dễ chơi, dễ trúng thưởng, chỉ việc ấn D và bắt tướng. Full bài thì giữ máu cực tốt, giúp anh em có vị trí an toàn trong top 4. Nếu như không ai chơi cùng thì không lo bị tranh tướng, những thợ săn hay hóa hình thì có ai thèm ngó tới đâu. Nhưng con bài có khả năng đánh số hàng sau như Akali đã bị nerf hay Ryze cũng đã bị giảm số tia đạn, do đó Nomsy sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực đến từ kẻ địch. Nhược điểm thì quá rõ ràng rồi, roll không ra thì anh em nên tự giác đi nhé. Ngưỡng sức mạnh không quá lớn, khó có thể hướng đến top 1 do về cuối game nếu đánh ở 8 thì không thể bằng được các đội hình meta đắt tiền khác. Vừa rồi là tất tần tật cách triển khai giáo án Nomsy Riron. Nếu anh em thấy hay thì cho bọn mình xin một like, một sub cũng như bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những giáo án chất lượng đầu mùa 12 từ Cafe Nhân Phẩm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.